Nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 47 quy định giảm mức thu nhiều khoản phí và lệ phí. Kể từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, giảm 50% mức thu lệ phí cấp căn cước công dân so với quy định tại Điều 4, thông tư số 59 năm 2019 của Bộ Tài chính. Cụ thể, mức thu lệ phí chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số và 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân sẽ là 15.000 đồng một thẻ. Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính, quê quán, có sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu là 25.000 đồng một thẻ. Cấp lại khi bị mất thẻ, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của luật quốc tịch Việt Nam là 35.000 đồng một thẻ.